một lớp học tập hợp những chữ cái thú vị. Famous, khi người nổi tiếng đi học. Nhưng mà em có thể hỏi một câu không ạ? Hỏi gì? Đó là tại sao lại là em ạ? Thầy thích. Fun, những tình huống thật hài hước. Để xíu em lấy con bò cái em thái này. Playful, học mà chơi, chơi mà học. Xám đen. Top, giải thưởng siêu đỉnh dành cho người chiến thắng. Practical, thực hành nhiều chuyên ngành khác nhau. Em vẽ xác định điểm phẫu thuật. Ví dụ như là thầy trường đúng không? Sữa ông trường ngọt hơn cả đường. Thanh long tiến dũng ngon hơn được ân sủng. Timely, lên sóng đúng thời điểm hot, chọn ngành chọn trường. Sau nhập học, chương trình thực tế về hướng nghiệp đầu tiên tại Việt Nam do trường cao đẳng FPT Polytechnic sản xuất. Hãy dõi theo dàn sao khám phá các chuyên ngành trong tháng 7 này nhé.